Trời ơi. Bây giờ lên thêm một cây nữa nha anh em. Chọi phía sau. Là chọi trên áp khẩu luôn nha, không có chọi xuống bon nha anh em. Để cho nó cứng ghe. Chân này là để trên ấp khẩu nha anh em, tại vì để trên ấp khẩu nó mới cứng nha, nếu mà để bốn chân mình để dưới bon hết là nó không có cứng đâu. Ấp khẩu này nó chịu lực dữ lắm, nó nằm trên đầu dây cong mà. Ồ, chuẩn bị hút vô đó. Cái phần chân nè để bắt bù lon 20 ly ha anh em. Nói chung là cái con bên đây thì bắt không được rồi, dính cái này à. Dính cái chân sần khô rồi. Còn bên đây thì bắt dưới. Bây giờ chịu dây ở đó rồi đó. Rồi. Rồi, được chưa? Xả lại chút chưa? Hồi nãy canh xe khủ ảnh móc lộn cho nên là phải đưa ra ngoài vậy đó, để bên ngoài mới đường hơi nhập vô thì nó không có ra được cái phần cáp. Giờ móc lại đó nha anh em. Rồi lên. Nhập vô. Chút nữa cân chỉnh lại nha anh em. Còn cái tấm bát ở dưới nữa. Đó. Lấy cộng dây, chịu nó lại. Cộng dây buộc cái đó là kéo cái lan gì lên chứ cái này sao chịu nổi. Qua để nó lấy cái lan nó kéo chừng lên đi. Sao thì một cái này. Nó nghiêng rồi kìa, nó nghiêng với dính bên kia kìa. Chịu bỏ làng đó đó, kéo gịch nó lên. Thôi nói chung là mỗi người một cách làm à. Chân gà cũng mau. Bây giờ lấy con cá bá lan nữa, chịu phía bên đó. Tùy cơ mở ứng biến. Tròn chấm hàng nữa. Leo lên đó đó. Đó, giờ anh cắt. Cắt nó đều nha anh em. Giờ cắt cái bằng đó cho nó đều nha anh em. Cân chỉnh lại. Xong chiếc này rồi chiếc kia sẽ chạy lại nữa nha. Vỏ kè. Coi nước. Để em hơi nó cháy keo quá. Cái ống này nó dày đó anh em, cắt nó hơi lâu. Dày 2 phân rồi. Rồi,
giờ gắn cẩu xong rồi nha anh em. Chuẩn bị kè về bến nha. Nhìn lên gắn cẩu là chuẩn liền. Mấy phần này thì về bến sẽ làm sao đỡ tốn thời gian ha. Nhiệm vụ tiếp theo là của mấy anh vỏ lãi, hai anh kè là nha anh em. Đang kè ga nha anh em, nay trời nắng quá. Nước hiện tại là nó ròng quá anh em, cho nên là không biết có ra nổi không á. Đuối. Mình ghe không chạy mà chạy lên kia. Đẩy ra tiếp cho anh em. Rồi phương án tiếp theo là gì đây? Nghề của anh là chạy vỏ lãi. Thuê. Ai sai gì thì chở cái đó. Thấy gì hay lắm nha anh em. Hãng cũng kiếm là vài chục chai đó. Đồ chở cào mua cho trai luôn. Dữ ha. Ai bán thì mua luôn. Có mua đàn bà hư không trời? Đàn bà làm luôn. Mua luôn hả? Kẻ kẻ làm mất qua chạy à. Vậy là quay mũi ra nha. Cho nó dễ. Nước nó rồng á, cho nên là không ra. Nước rồng mà. Bây giờ phải nhờ mấy anh xe cẩu nữa. Đưa thêm tiền cà phê cho ảnh ha. Rồi dùng cái cây cần á. Gạt. Gạt nó ra. Đó. Đây vừa kết hợp vỏ lãi anh em. Kết hợp vỏ lãi với xe, đẩy nó ra. Nước rồng. À, quá ngon ha. À, đúng bài luôn ha. Có nhiều đó, có nhiều đó. Ê, nguy hiểm, nguy hiểm. Không. Đó rồi, đó rồi. Không sao, thấy gì qua khỏi rồi. Rồi, trời ơi. Không, nó nhờ cái vỏ đó, thấy gì mình nhờ vỏ đó. Hên cái vỏ hên không bị gì. Nặng nghe cái gớp. Tại vì nó chỉ tắt thôi. Ồ. Hên không sao.
nếu mà không có vỏ đó là cái ghe mình tắt ghe ghe nặng lắm á. Dạ. Để nó dập đợi này nó hư. Tại cái độ nước đó anh em, nước nó đang đổ ra biển á, cho nên là nó không thế là phải gì nhờ chiếc vỏ bên đây. Dạ. Hai chiếc vỏ lãi này kè là đem đi đem về là giá là 1 triệu nha anh em. Chiếc 500. Ha. Tại nó kế bên đó, tính gần. Lên cẩu nhìn phê. Đuối ha. Tại vì nước nó đang cản chân dịch. Đúng rồi, cản chân dịch cho nên là nó đi nó hơi chậm. Khi nào lấy đá thẩm nhìn nó còn phê nữa. Thôi. Đẹp. Mấy ảnh đang bàn tính coi vô cách nào. Anh quản lý thì đòi theo kiểu kia, anh vỏ lãi đòi theo kiểu này để coi như thế nào. Tại vì nước nó đang đổ ra đó cho nên là nó hơi khó khăn nha anh em. Mấy cái máy này chạy nhìn thấy nó mau tổn quá gì kéo rồi. Chút nữa sẽ đẩy cái chiếc 4 tỷ 8 nó đi luôn nha anh em. Con dây bị cạn này anh em, cho nên là ủi vô không nổi đâu nha. Nào nước lớn rồi kéo gịch gịch vô lã ký của nó sâu quá. Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Xong rồi nha anh em. Quay tới đây thôi. Chiếc kia thì cũng giống vậy à, cũng kè đi. Rồi bye bye anh em nha.